Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây nhãn lông tiêu da trắng nha. Cây trước màn hình bên trung tâm cây giống nhân giống nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy đây là hình thức trái nha. Những cái cây mà nó già, cây bố mẹ, cây đã có trái rồi thì bên Ly tiến hành nhân giống. Nhưng mà những cái cây mà nhân giống trên cái cây nó có trái á, cái nhánh mà nó có trái á, thì cái lá nó hơi bé nè. Đó, quý bà con chúng ta nhìn lá hơi bé không? Còn bên đây thì lá nó hơi to hơn nè. Nên những cái cây mà bên trung tâm cây giống để nhân giống thì không có để trái, nên Ly cũng giải thích cho quý bà con chúng ta luôn. Nhiều anh chị hỏi mà tại sao mà cái cây đang nhân giống mà không có để trái cho quý bà con chúng ta nhìn thấy được cái mẫu trái á. Tại vì cái cây mà mình nhân giống á, mà mình để trái thì cây nó sẽ bị hơi suy ha bà con, cái lá nó hơi nhỏ, giống như là cái cây của mình làm ra nó không có được đẹp. Nên bên trung tâm cây giống hạn chế, chỉ được để một vài trái cho quý bà con chúng ta nhìn thấy hình thức trái thôi. Đây, đây là nhãn lông tiêu. Nhãn lông tiêu nhưng mà cái da nó sẽ ra màu trắng. Cái này thì nó còn chưa già nha. Khi nó già, nó gần chín thì nó ửng lên cái màu trắng nhìn đẹp lắm. Nhưng mà bên trong thì cái hạt nó rất là bé, nó không có giống như nhãn lông trắng của mình hồi xưa nha. Nhãn lông trắng của mình hồi xưa thì cái cơm nó mỏng, nước nó nhiều, ăn rất là thơm, nhưng mà cơm nó không có được dày. Còn cái dòng của Ly đang chia sẻ cho quý bà con chúng ta này là cơm dày nè, hạt nhỏ, khô ráo nước nha, cơm nó dày lắm. Để Ly để cái hình thức của cái trái lên cho quý bà con chúng ta nhìn xem chất lượng của cái trái nhãn lông trắng nha. Còn đây là cái cây giống nè. Cái cây giống mà Ly giao cho quý bà con chúng ta là cái cây nó sẽ giống như thế này. Tại vì cái giống này là cái giống mới, thị trường ít có đơn vị người ta bán lắm. Không có cái nguồn giống nha. Bên trung tâm cây giống chỉ có hai cây đầu dòng thôi để nhân giống để giao cho quý bà con chúng ta. Nếu anh chị là chúng ta muốn trồng giống mới nè, giống ăn trái ngon nè, cô chú anh chị có thể là đến với cây nhãn lông tiêu da trắng này ha. Chiều cao thì cao khoảng 3 gang tay, tức là cao khoảng 60 cm. Thể loại cây giống là cây ghép chui cành nha. Đây cây mối ngay cái dây trắng trắng này nè là cái mắt ghép. Quý bà con chúng ta không có tháo cái dây này ra, dây này là dây tự hủy luôn. Mình trồng xuống khoảng chừng 4 tháng là cây này sẽ nó bung ra, tức là cái mối ghép này nó liền, nó lớn hơn, cái gốc này nó lớn hơn là tự động nó sẽ bung ra, nó sẽ tự hủy luôn, mình không có cần tháo gì hết ha. Nếu như cô chú anh chị mà trồng mà chăm sóc tốt là khoảng 18 tháng là cây nó sẽ bắt đầu ra trái bói. Tuy nhiên ra trái bói thì nó sẽ thưa thớt, nó không có mọc thành trái chùm nhiều. Còn nếu như mà mình trồng kinh doanh á, tầm khoảng chừng 3 năm rưỡi đến 4 năm thì cái cây của mình nó tuổi thọ cao thì cái trái nó sẽ mọc thành chùm. Một chùm có nó có thể là lên tới là 1 kg luôn nha bà con, thậm chí là nhiều hơn trên một cái vụ trái nữa. Cái giống này thì Ly tin là thị trường rất là chuộng, tại vì cái mẫu mã trái, cái màu da nó rất là đẹp. Màu da nó lên cái màu trắng. Trong tất cả các dòng ngoài nhãn tím ra thì có nhãn lông trắng này, cái màu da nó đẹp nha bà con. Nó nổi bật lắm. Nguyên một lô cây này còn không có nhiều, Ly còn đâu đó khoảng chừng 50 cây thì không có nhiều nha. Anh chị nào chúng ta thích trồng một vài cây, thích trồng kinh tế thì cứ việc đến trung tâm cây giống theo địa chỉ đường 868B, ấp Mỹ Hoa, xã Mỹ Hành Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha. Chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình ha. 0345679887 hoặc là 0777403339. Hai số trên thì có xài Zalo ha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây nhãn lông tiêu da trắng. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì alo ngay nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.